Xin chào các bạn đến với kênh của Cường Hải Phòng. Nhiều anh em nó nói là vì sao anh hay cởi trần, thì hôm nay là giải thích cho anh em biết bây giờ là mình đang nợ rất là nhiều, những chủ nợ rồi những con nợ. Là vì sao anh em biết không? Vòng bảng Euro qua rồi, rồi vòng bảng Copa America cũng qua, giờ chuẩn bị vòng 1/8 là vừa mới hết xong, đi thêm một mớ tiền, cho nên là bây giờ là mình đợi vòng 1/16 nữa anh em nhé, 1/8 này và vòng 1/4 này, đấy, xong 1/2 hết, thì là mình cởi trần như này anh em biết sao? Để các chủ nợ nó biết là mình này vẫn còn khỏe, vẫn còn khả năng trả nợ, để làm trả nợ người ta đấy. Còn trận quyết chiến mấy vòng nữa là một là lên voi, hai là xuống chó anh em nhé, xác định cân hết luôn đấy. Chơi phải chơi đến cùng đấy. Xác định xuống xác luôn anh em nhé, không còn gì để mất đấy. Cái thứ hai nữa là để cho mấy con nợ là nó thấy mình vẫn còn khỏe mạnh như này, vẫn còn đủ sức để đi đòi nợ chúng nó anh em nhé, là nó cũng phải chờ đấy. Nói chung nó nước rút nó còn gọi là cúp Nam Mỹ rồi là cúp châu Âu ấy, là hai thằng đang nước rút, cho nên là xác định là phải tất tay anh em nhé, tất tay, không còn gì để mất đấy. Mà đã xác định như thế là lúc nào cũng phải nhìn con người nó phải khỏe mạnh như này nhá, khỏe mạnh như này đấy anh em thấy không, thì nó mới có cơ một này để vay nợ, hai đi vay nợ, ba còn rất nhiều cớ nhé. Rồi xin chào lại anh em những clip sau.